sao lần sau khá hơn. Nhưng mà đây ví dụ là may là này bốc đèn thì ngay sau dinh trần, thì ngay trước dinh trần. Còn Công Minh Đường Tuyên Quang là 8 phút 30 giây đủ thời gian. Công Minh Đường thời gian 0 phút 12 giây. Hai vận động viên thực hiện đá ghế nhưng mà không thành công, trừ 0.3. 4 phút phải 25 giây mất thăng bằng, trừ 0.1. 5 phút 32 giây mất thăng bằng, trừ 0.1. Tổng điểm trừ là 0.5. Các trọng tài lưu ý. Trọng tài chuẩn bị công bố điểm. Trọng tài số 1 6.55. Trọng tài số 2 6.50. Trọng tài số 3 6.75. Trọng tài số 4 6.70. Trọng tài số 2 trọng tài số 5 6.50.